Làm sao để khắc phục tình trạng quan hệ nhanh ra? Sẽ có nhiều phương pháp để cải thiện như: phương pháp này bao gồm việc ngừng lại hoạt động quan hệ ngay trước khi cảm giác sắp xuất tinh xuất hiện và tiếp tục sau khi cảm giác này đã giảm bớt. Thực hiện nhiều lần có thể giúp nam giới học cách kiểm soát thời gian xuất tinh tốt hơn. Tư vấn tâm lý. Xuất tinh sớm có thể liên quan đến yếu tố tâm lý như lo lắng, căng thẳng hoặc tự ti. Tư vấn tâm lý có thể giúp nam giới giải quyết các vấn đề này. Các liệu pháp như liệu pháp nhận thức hành vi giúp thay đổi cách suy nghĩ và phản ứng đối với tình huống, từ đó cải thiện khả năng kiểm soát xuất tinh. Sử dụng thuốc. Thuốc ức chế tái hấp thu serotonin chọn lọc được sử dụng để điều trị trầm cảm, nhưng cũng có thể giúp kéo dài thời gian xuất tinh. Thuốc gây tê cục bộ được áp dụng lên dương vật để giảm cảm giác và kéo dài thời gian xuất tinh. Bài tập Kegel. Các bài tập Kegel giúp tăng cường cơ sàn chậu, từ đó cải thiện khả năng kiểm soát xuất tinh. Thay đổi lối sống và sử dụng bao cao su. Bao cao su có thể giúp giảm độ nhạy cảm của dương vật, từ đó kéo dài thời gian xuất tinh. Có những loại bao cao su được thiết kế đặc biệt với chất gây tê để giúp giảm thiểu xuất tinh sớm.